Chào các bạn, có rất nhiều bạn hỏi mình á là mà có thật sự là mài công nghệ VPN là nó bén hơn cái lưỡi mới không? Thì hôm nay mình sẽ làm cái video để chứng minh cho các bạn biết là bây giờ Việt Nam mài bén hơn Mỹ. Và mình đã làm rất là nhiều video rồi. Hôm nay mình sẽ quay một cái video cụ thể hơn. Đây là lưỡi tông Mỹ mới ha các bạn ha. Rồi, để mình quay gần cái. Các bạn thấy chữ dập rất là sâu, rất là rõ nét nha. Rồi, các bạn thấy nét mới nó mờ các bạn. Nó mờ ha. Đó, nó mờ câm à. Các bạn thấy không ạ? Chưa có vết rơ nha các bạn. Đây, cái này là mua của một bạn là ở ngoài Quảng Nam. Còn bộ này là bộ lưỡi cũ. Bộ lưỡi cũ. Mình mài bóng gương các bạn thấy không ạ? Lưỡi mới không bao giờ có nét bóng gương vậy. Và mình có xẻ răng sơ để giữ, tức là vẫn giữ nguyên cái hình thể của cái lưỡi và đánh bóng ở ngoài. Đó, đánh bóng lớp sét ngoài. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ lắp cái bộ lưỡi mới vô. Bộ lưỡi mới vô. Này cũng tông Mỹ luôn nha các bạn. Lắp bộ lưỡi mới vô. Để mình test cho các bạn xem. Chưa có dấu vết rơ nha các bạn. Đấy. Đây là bộ lưỡi mới. Để các bạn hiểu là vấn đề là thực sự là người ta sản xuất á, người ta cũng là chỉ mài công nghiệp thôi. Đó, cái rủi ro rất là cao. Khi các bạn ráp vô các bạn cân bằng hai bên đối lại tông đơm sạc nha các bạn. Cân bằng hai bên trước. Rồi các bạn xả lỏng nhẹ hai bên ra. Rồi các bạn điều chỉnh. Nhớ là cân bằng hai bên con ốc nha. Còn cái nào cũ quá rồi nó sụt xịt hay là ta độ tới độ lui thì nó mới méo thôi. Rồi. Sau đó các bạn cố định nó một bên, các bạn xem lại. Rồi siết chặt, cho miếng dầu vô ít thôi. Rồi mở máy ha. Ok thôi các bạn ha. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ thử tốc cho các bạn xem lưỡi mới nha các bạn nha. Ôi chà, cũng được á, ngọt ha các bạn ha. Rồi thử chỉ giống như là hồi xưa các bạn. Ôi ngọt quá. Rồi bây giờ tới phần khó hơn, mình sẽ thử lông. Thì khi mà mình đào tạo nghề á, mình hướng dẫn các bạn là các bạn đẩy chậm thôi, đẩy chậm để mình coi trước đã. Rồi các bạn đẩy nhanh, các bạn thấy không ạ? Nó dướng liền nè. Đẩy, các bạn thấy không? Rồi đẩy nhanh, tức là đẩy chậm là để dành cho tóc mỏng. Tóc mỏng ok thì nó đứt đó và nó bén, nhưng mà đẩy nhanh á, dành cho tóc dày các bạn, giống như tóc cục vậy đấy. Và khi mà đẩy nhanh thì các bạn thấy cái cảnh thường là lưỡi mới nó sẽ không ăn trên lông, là do nó mài công nghiệp, nó không đủ độ bén. Ok, bây giờ mình sẽ tháo bộ lưỡi mới ra. Để nhiều khi các bạn cứ nghĩ là bây giờ đó là giống như hồi xưa, không có các bạn. Từ ngày Quý ra bộ máy mài công nghệ thì tới bây giờ đã 14 tỉnh thành, 14 tỉnh thành là có thợ sử dụng máy của Quý rồi. Các bạn lưu ý nha. Và khi mà thợ sử dụng máy của mình á, thì mình có hỗ trợ tất tật bí quyết. Nó tới hơn 50 bí quyết. Và cái bí quyết quan trọng nhất là bí quyết mài trong vòng 5 phút. Đấy, mài một bộ lưỡi Mỹ cùn trong vòng 5 phút. Rồi đây là cái bộ mà mình mới mài xong. Mới mài xong trong vòng 5 phút. Các bạn muốn tận mắt chứng kiến thì các bạn đến chỗ mình. Đến chỗ mình vào ngày thứ hai. Mình sẽ mài trong vòng 4-5 phút một bộ lưỡi Mỹ mà chính xác cực kỳ cho các bạn coi
tại chỗ luôn, và luôn cả xẻ răng nha các bạn, luôn cả xẻ răng luôn. Để mình tập trung vô mình ráp ngóc cân lại. Rồi rồi, ok. Bạn thấy công nghệ bóng gương nó lợi hại không? Nhưng mà máy phải chính xác lắm, với lại mình phải đủ bí quyết. Rồi bật lên ha. Mình nói chung là cái mà mình mài ấy, nó khác biệt chút xíu vậy nè. Nó chính xác đến nỗi mà khi mà mình vừa ráp vô là nó đã bén. Nó bén ha. Ok. Rồi tới chỉ. Rồi, cũng như cũ, mình làm cho các bạn xem nha. Các bạn thấy không ạ? Rồi, đẩy nhanh nè các bạn. Các bạn hiểu cái độ ngọt chưa ạ? Thì sau này các bạn đừng có nghĩ là cái mà mỏng là nó khó, nó dễ hơn nha. Cái mỏng luôn luôn là khó hơn. Thành ra đối với lại lúc mà hồi nhỏ mình nhớ hoài, cứ mỗi lần ra cái tiệm hớt tóc á, thì mình tóc mình nó nhỏ mà. Mình còn nhỏ cứ bị giật tóc, thành ra rất là sợ ra tiệm hớt tóc vậy. Ha, ok nha, đẩy nhanh luôn. Rồi các bạn có gì thắc mắc thì gửi về số điện thoại 0988473178, các bạn Zalo ha các bạn ha. Đây là bộ lưỡi cũ nha các bạn nha, lưỡi cũ đánh bóng lại rồi xong rồi sẽ sơ lại cho nó mới. Ok, chào các bạn.